Số 774 Kinh Đại Thừa Tứ Pháp Hán Dịch Đời Đường. Quan Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nang Đà, người nước Vô Điền. Quy mạng biển lớn, Phật Tỳ Lô Giá Na, tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ngự tại khu vườn rừng Kẻ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 500 người và 8.000 đại Bồ Tát hội đủ. Tất cả đều đã mặc áo giáp thề nguyện lớn bình chắc, cùng với vô lượng trong ngàn các thiên tử nơi dục giới, sắc giới cung kính vây quanh Đức Như Lai để nghe và lãnh thọ giáo pháp. Bây giờ đồng tử Văn Thù Sư Lợi cầm một cái lọng báu rộng 10 gia tuần, chỉ bên trên Đức Như Lai. Lúc này có vị trời ở cõi Đâu Xuất Đà tên là Thiện Thắng đã đạt pháp không thoái chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng với quyến thuộc hiện có mặt trong pháp hội này. Bạch đồng tử Văn Thù Sư Lợi: Thưa tôn giả, tôn giả cúng dường Như Lai như vậy là đủ chăng? Đồng tử Văn Thù Sư Lợi đáp: Ý ông thế nào? Biển dung nạp tất cả các dòng sông có chán đủ không? Vị trời thưa: Thưa không. Đồng tử Văn Thù Sư Lợi nói: Thiên tử, biển lớn sâu rộng vô cùng tận, muôn ngàn dòng nước tuôn về biển đều được thâu nạp, không có đầy và bị từ chối. Đại Bồ Tát cầu nhất thiết trí cúng dường Như Lai cũng như vậy, chưa từng nhàm chán. Vị trời lại thưa: Khi cúng dường Phật nên làm thế nào? Đồng tử Văn Thù Sư Lợi đáp: Nên dùng bốn việc. Một, cầu nhất thiết trí. Hai, độ tất cả chúng sinh. Ba, không đoạn hạt giống tam bảo. Bốn, trang nghiêm các cõi Phật bằng công đức. Đó là Bồ Tát dùng bốn việc để cúng dường Như Lai. Vị trời lại thưa: Lành thay tôn giả, Bồ Tát luôn không lẫn thuyết pháp. Như xưa tôn giả đã làm Phạm Vương Thi Khí cùng với quyến thuộc diễn thuyết bốn pháp môn của Bồ Tát Đạo. Xin Bồ Tát hãy vì chúng tôi cùng tất cả pháp hội nêu giảng lại ý nghĩa ấy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo: Xin hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ giảng nói cho ông. Thiên tử, Đại Bồ Tát nên phát bốn loại tâm ý hoan hỷ tăng thượng, đó là: Một, tâm thâu giữ tất cả chúng sinh. Hai, tâm thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh. Ba, tâm tích tập tất cả căn lành. Bốn, tâm giác ngộ tất cả pháp Phật. Lại nữa, Bồ Tát nên phát bốn loại tâm như núi, đó là: Một, tâm không giận ghét đối với người đến sinh. Hai, có tâm từ bi hướng đến cõi ác. Ba, tâm không sợ bỏ trí tuệ ba la mật. Bốn, tâm tu tập các hạnh đạt đến cứu cánh. Là để Bồ Tát nên phát bốn loại tâm tu hành chuyển vượt hơn, đó là: trì giới chuyển vượt hơn, hai, đa văn chuyển vượt hơn, ba, đại từ chuyển vượt hơn, bốn, đại bi chuyển vượt hơn. Là để Bồ Tát nên phát bốn loại tâm như kim cang không hư hoại, đó là: một, tinh ưa không hoại, hai, nương trí thức thiện không hoại, ba, tu hành không hoại, bốn, cầu đại thừa không hoại. Là nếu Bồ Tát nên phát bốn loại tâm không thể nhiễm, đó là: một, phiền não không thể nhiễm, hai, danh lợi không thể nhiễm, ba, thừa thấp không thể nhiễm, bốn, các chúng sinh xấu ác không thể nhiễm. Là nếu Bồ Tát nên phát bốn loại tâm vô thượng, đó là: một, tâm xả bỏ khác ái, hai, tâm bố thí rồi không hối tiếc, ba, tâm không mong cầu quả báo, bốn, tâm hồi hướng đến quả Bồ Đề. Là nữ Bồ Tát có bốn thứ có thể đạt đến đảnh pháp, đó là: một, trí tuệ, hai, phương tiện, ba, hành trì chánh pháp, bốn, giáo hóa chúng sinh. Là nữ Bồ Tát có bốn loại trợ đạo Bồ Đề, đó là: một, siêng tu các pháp ba la mật, hai, thuận bốn giới pháp, ba, trụ bốn phạm trụ, bốn, an trú nơi thần thông. Là nữ Bồ Tát có bốn loại thắng pháp bậc nhất, đó là: một, tâm không tổn hại đối với các chúng sinh, hai, tâm không nhớ nghĩ về người não hại mình, ba, không buông lung trong cảnh năm dục, bốn, gặp bần cùng khổ nạn không bỏ pháp hành. Là nữ Bồ Tát có bốn loại tâm an ổn, đó là: một, khi ở tại gia thì biết đủ với của cải của mình, hai, không tham của cải của người khác, ba, khi xuất gia đương nơi bốn thánh chủng, bốn, hành pháp đầu đà. Là nữ Bồ Tát có bốn cách bố thí, đó là: một, bố thí tiền của, hai, bố thí pháp, ba, bố thí giấy bút, bốn, bố thí dùng tâm thiện khen ngợi pháp sư. Là nữ Bồ Tát có bốn loại pháp vững chắc, đó là: một, thần hành điều đã nghe, hai, giàu có đem bố thí, ba, cúng dường các bậc tôn giả, bốn, trong đời luôn trồng các căn lành.
Lành đấng Bồ Tát có bốn loại, không xả bỏ nó là: một, không xả bỏ tâm Bồ Đề; không, hai, không xả bỏ chánh pháp; ba, không xả bỏ chúng sinh; bốn, luôn luôn cầu các pháp thiện. Lành đấng Bồ Tát có bốn loại vườn, đó là: một, ưa ở A Lăng Nhã; hai, ưa ngồi một mình giữa đất trống; ba, ưa cầu pháp thiện; bốn, ưa dùng phương tiện hóa độ các chúng sinh. Lành đấng Bồ Tát có bốn loại cung điện, đó là: một, ưa nương phạm trụ; hai, ưa nghe pháp thiện; ba, ưa quán tánh không; bốn, ưa cùng ở chung với người tu tập. Lành đấng Bồ Tát có bốn loại của vô tận, đó là: một, của cải về đa văn; hai, của cải về thuyết pháp; ba, của cải về sự giúp đỡ mọi người nghèo thiếu; bốn, của cải về hồi hướng đến Bồ Đề. Lành đấng Bồ Tát có bốn loại kho tàng, đó là: một, kho tàng Đà La Ni; hai, kho tàng biện tài; ba, kho tàng giáo pháp; bốn, kho tàng hồi hướng đến tài sản vô tận. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại xa lìa, đó là: một, xa lìa các sự nói năng; hai, xa lìa cảnh của dục; ba, xa lìa tâm phi thánh; bốn, xa lìa ba cõi. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại vui, đó là: một, vui vì xa lìa ngã ngã sở không tham đắm; hai, vui vì xa lìa tất cả đều không luyến tiếc; ba, vui vì lìa tất cả cảnh giới đạt được tịch tỉnh; bốn, vui vì không xả bỏ tất cả chúng sinh đạt niết bàn không còn phiền não. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại hoan hỷ, đó là: một, hoan hỷ được thấy Phật; hai, hoan hỷ được nghe pháp; ba, hoan hỷ vì bố thí không hối tiếc; bốn, hoan hỷ vì đem an lạc cho chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại chân thật, đó là: một, không xả bỏ tâm Bồ Đề; hai, không xả bỏ nguyện rộng lớn; ba, không bỏ người đến quy y; bốn, không bỏ tất cả những lời nói thiện giúp. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại pháp thiện, đó là: một, ưa tu tất cả pháp thiện; hai, không khinh người chưa học; ba, đối với các chúng sinh xem oán thân đều bình đẳng; bốn, người không cầu mình nhưng vẫn làm lợi ích cho họ, không nghĩ tới việc báo ân. Lại nữa, Bồ Tát có bốn thứ thanh tịnh, đó là: một, không có ngã nên giới thanh tịnh; hai, không có chúng sinh nên định thanh tịnh; ba, không có thọ mạng nên tuệ thanh tịnh; bốn, không sinh đến các nẻo nên giải thoát thanh tịnh. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại chân, đó là: một, chân thiện; hai, chân pháp; ba, chân thực hành công đức Đầu Đà; bốn, chân thích tập hành trang của Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại tay, đó là: một, tay tín; hai, tay giới; ba, tay văn; bốn, tay tuệ. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại mắt, đó là: một, nhục nhãn tạo nghiệp thiện; hai, thiên nhãn thần thông không lui sụp; ba, tuệ nhãn học tập không nhàm chán; bốn, pháp nhãn quán sát đúng các pháp nên đạt được pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại không nhàm chán, đó là: một, bố thí không nhàm chán; hai, ở chốn A Lan Nhã không nhàm chán; ba, nghe pháp không chán; bốn, tu thiện không chán. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại khó làm, đó là: một, nhẫn chịu tất cả những sự lăng nhục thấp hèn; hai, tự chịu nghèo khổ có tài vật được bố thí; ba, thấy có người đến sinh đầu mắt thân thể đều tưởng như bạn lành không trái nghịch; bốn, hiện thọ sinh như quán không vô ngã. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại không bệnh, đó là: một, không có bệnh về cảnh giới chẳng bình đẳng; hai, không có bệnh phiền não bức bách; ba, không có bệnh không làm lợi ích chúng sinh; bốn, không có bệnh nghi ngờ các pháp. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại pháp tự phân biệt, đó là: một, các ba la mật; hai, pháp bồ đề phần; ba, thiện tri thức chân chánh; bốn, không tạo tất cả nghiệp ác. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại bất động, đó là: một, tâm bồ đề; hai, hành đúng nguyện; ba, làm như lời nói; bốn, siêng tu hạnh chân chánh. Lại nữa, Bồ Tát có bốn hành trang, đó là: một, thiền chỉ; hai, thiền quán;
ba trồng tất cả căn lành, bốn học tất cả căn lành. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại hạnh ngay thẳng, đó là một hạnh phát khởi tâm, hai bố thí hồi hướng, ba đại từ đại bi, bốn phương tiện của trí tuệ. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại pháp mộng vì chướng ngại, đó là một mộng thấy mặt trăng rơi trong giếng nơi đất bằng, hai mộng thấy mặt trăng hiện ở trong ao suối có ế, ba mộng thấy mặt trăng ở giữa hư không bị áng mây lớn che lấp, bốn mộng thấy mặt trăng ở trên không bị bụi khói che lấp. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng về nghiệp chướng, đó là một mộng thấy bị rơi rớt trong chỗ rất nguy hiểm, hai mộng thấy con đường cao thấp, ba mộng thấy đường đá lởm chởm quanh co, bốn mộng thấy bị lạc hướng sợ hãi. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng về phiền não chướng, đó là một mộng thấy rắn độc nhiễu loạn, hai mộng thấy tiếng kêu hung dữ của bầy thú, ba mộng thấy lưu lạc vào chỗ nạn giặc, bốn mộng thấy chân bị bụi bặm che lấp. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng đạt được Đà La Ni, đó là một mộng thấy kho lớn chứa đầy của báu, hai mộng thấy các hoa phô bày đầy khắp nơi ao trong sạch, ba mộng thấy được hai tấm thảm dày trắng, bốn mộng thấy chư thiên cầm lọng che ở trên. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng đạt được Tam Muội, đó là một mộng thấy đồng nữ xinh đẹp trang sức các báu cầm hoa trao cho, hai mộng thấy từng đàn ngỗng trắng bay lượn quanh không trung, ba mộng thấy Đức Như Lai đưa tay sờ lên đỉnh đầu, bốn mộng thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa liên hoa nhập thiền định. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng thấy Như Lai, đó là một mộng thấy mặt trăng xuất hiện, hai mộng thấy mặt trời xuất hiện, ba mộng thấy hoa sen nở, bốn mộng thấy đại phạm vương oai nghi vắng lặng. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng được tướng đại nhân, đó là một mộng thấy rừng cây sa la đầy hoa trái tươi đẹp, hai mộng thấy bình đồng lớn đựng đầy các vật báu, ba mộng thấy cờ lọng trang nghiêm giữa hư không, bốn mộng thấy chuyển luân thánh vương dùng chánh pháp trị đời. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng thấy tướng không lui sụp, đó là một mộng thấy lụa trắng quấn quanh đỉnh đầu, hai mộng thấy tự bày hội bố thí vô ngại, ba mộng thấy thân mình ở trên pháp tòa, bốn mộng thấy Đức Phật ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp cho mọi người. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng hàng phục ma oán, đó là một mộng thấy đại lực sĩ xô tiểu lực sĩ giật cờ chiến thắng đi, hai mộng thấy tướng dũng mãnh chiến thắng mà đi, ba mộng thấy nhận ngôi vị vua quán đảnh, bốn mộng thấy ngồi nơi gốc cây bồ đề hàng phục các ma. Lần nữa Bồ Tát có bốn loại mộng ngồi bồ đề tràng, đó là một mộng thấy đầy bình các tường, hai mộng thấy mọi người đi nhiễu vòng bên phải thân mình, ba mộng thấy những chỗ đi đến cây cối đều xè nhánh xuống, bốn mộng thấy ánh sáng vàng rực rỡ chiếu khắp. Khi đồng tử Văn Thù xin lời thuyết giảng pháp này, thiên tử Thiện Thắng cùng với quyến thuộc đều hết sức vui mừng, bèn đem hoa sen trời xanh vàng đỏ trắng cúng dường Bồ Tát Văn Thù xin lời và tung rải trên tất cả chúng hội. Do thần lực của Phật, các hoa tung rải đó bay thẳng lên hư không, kết thành một đài hoa sen lớn như bánh xe, tỏa hương thơm vi diệu làm vui lòng tất cả đại chúng. Trên đài hoa các vị Bồ Tát an tọa với 32 tướng tốt trang nghiêm thân. Bây giờ thiên tử Thiện Thắng bạch với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: "Cái Bồ Tát này từ phương nào đến?" Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp: "Như chỗ các hoa đến, các Bồ Tát đó cũng từ đó đến." Vì trời thưa: "Hoa này là hóa sinh, tất không từ đâu đến." Bồ Tát Văn Thù đáp: "Nên biết các Bồ Tát cũng như vậy." Khi ấy các Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ trong miệng phóng ra vô số ánh sáng sắc xanh vàng đỏ trắng pha lê, chiếu khắp vô lượng cõi trong mười phương trên đến cõi phạm thế, che lấp ánh sáng mặt trời mặt trăng rồi trở lại nhập vào nơi đỉnh đầu. Thiên tử Thiện Thắng bèn đứng dậy bày vai bên phải, cúi phải quỳ sát đất chắp tay hướng Phật dùng kệ khen ngợi: "Sắc vàng sáng thanh tịnh, 32 tướng tốt, độ ức na do tha, công đức không ai hơn, bậc cứu khổ thế gian, có sao hiện mỉm cười, phạm âm rất sâu xa, tiếng trong suốt vi diệu. Thường chứa bảy thánh tài, phóng trí tuệ sáng lớn,
Tiếng ca lăng tần dạ, nguyện nói nghĩa, mỉm cười. Thế hùng đại trượng phu, hàng phục ma ngoại đạo, thường được các trời người Atula cúng dường. Bậc đầy đủ mười lực, cớ sao hiện mỉm cười? Tất cả tham sân si, phiền não ngăn trí tuệ, đoạn hẳn nghiệp không còn, mặc như trăng tròn đầy. Bậc bố thí an lạc, nguyện nêu nghĩa mỉm cười. Thiện thể thiên nhân sư, khối vô lượng công đức, tâm Phật luôn bình đẳng, hành các thiện đầy đủ. Bậc chỉ dạy tất cả, cớ sao hiện mỉm cười? Thường đem đèn tuệ lớn, phá rừng tối dày đặc, dạo đi như trâu chúa, không sợ như sư tử. Bậc lợi ích chúng sinh, nguyện nói nghĩa mỉm cười. Thế Tôn trong loài người, khó thấy khó thể lường, vô ngã không dối trá, vượt hẳn các biển hữu. Bậc trí tự lực tự tại, có sao hiện mỉm cười? Chân có thiên bất luân, ba cõi không ai bằng, khô diệt dòng sinh tử, đoạn tuyệt lưới ngu tối. Lành thay bậc đại trí, nguyện nói nghĩa mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo thiên tử Thiện Thắng, ông có thấy các vị Bồ Tát nơi tòa hoa sen trên hư không không? Thiên tử bạch, kính bạch Thế Tôn, con thấy. Phật nói, cái Bồ Tát này đều do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Vì nghe bốn pháp môn này, nên từ mười phương đến đây đều đã trụ vào nhất sinh bộ xứ, sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi các cõi trong mười phương, danh hiệu các vị đều khác nhau. Vị trời thưa, kính bạch Thế Tôn, có thể dùng toán số để biết được số Bồ Tát này là bao nhiêu không? Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông có thể biết được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch, kính bạch Thế Tôn, trong khoảnh khắc một niệm, con có thể biết tất cả tinh tú trong tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng trong 100 năm, con cũng không có thể tính biết được số lượng các Bồ Tát này. Phật nói, Tôn giả Xá Lợi Phất, giả sử số vi tròn trong khắp cõi Diêm Phụ Đề, con có thể tính đoán được, nhưng không thể biết được số Bồ Tát này. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch, các vị Bồ Tát ấy có thể thành bậc chánh giác thì ở những quốc độ nào chưa cho hết? Phật nói, thôi, đừng nói điều đó. Cái thế giới không có Phật thì nhiều vô lượng vô biên. Xá Lợi Phất, giả sử Như Lai ở mãi nơi đời, số kiếp nhiều như các sông Hằng, mỗi ngày giảng nói pháp nhiều như các sông Hằng, cứ mỗi pháp thuyết ra đều thật ký cho Bồ Tát thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nhiều như các sông Hằng. Vậy mà đi về phương Đông, vượt qua hằng hà xa số cõi Phật, mới có một Bồ Tát thành Phật ở trong đó. Như vậy ở phương Đông, những thế giới không có Phật là nhiều vô số, huống là tất cả thế giới không có Phật trong khắp mười phương. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, vô lượng thế giới như vậy, dùng nhục nhãn, Như Lai thấy rõ tất cả chúng sinh nơi đó, Như Lai đều biết về tâm của họ. Khi ấy các đại thanh văn và tất cả chúng hội sinh lòng thán phục thưa, ngày nay chúng con được lợi ích hoàn toàn, được gặp bậc thầy thành tựu phước đức trí tuệ rộng lớn. Lúc này nơi hư không có các Bồ Tát đi đến, đều từ không trung hạ xuống, đảnh lễ Đức Như Lai và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cung kính, đi nhiều bên phải và đều trở về quốc độ của mình. Bây giờ thiên tử Thiện Thắng thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, lành thay Tôn giả, Bồ Tát đã thực hiện Phật sự này, độ hóa độ vô lượng Bồ Tát an trụ nơi Đại Bồ Đề. Nguyện xin Tôn giả hãy vì tôi thuyết giảng pháp thành tựu các trụ Bồ Đề ấy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo thiên tử, có 35 pháp giúp cho Bồ Tát thành tựu sự an trụ nơi Bồ Đề. Đó là phải luôn đúng thời, không để mất thời, nên cảnh tỉnh nơi các căn, nên thâu giữ tâm không động, nên tu các ba la mật, nên tùy thuận phương tiện tốt, nên phát tâm vui vẻ, nên kiến lập đại từ, nên phát khởi đại bi, nên không bỏ đại thừa, nên xa lìa đạo nhỏ, nên thường chắc thật, nên như thật mà làm, nên hộ trì chánh pháp, làm đúng như đã học, nên rõ tánh nơi chúng sinh bình đẳng, không hai, nên xem kẻ phá giới, trì giới đều là tướng phước điền, nên biết các nghiệp ma, nên thành tựu viên mãn nguyện lớn, đối với sinh tử không nhàm chán, nên hàng phục các ma, nên tri ân báo ân, nên vào pháp chấm dứt nhân, nên đối với cửa giải thoát không sợ hãi, nên cúng dường chư Phật, nên tùy thuận chúng sinh cần gì đều làm, nên không nhiễm pháp thế gian, nên ưa thích chốn A Lan Nhã, nên sống tiểu dục, nên niệm tri túc, nên độ người chưa được độ, nên chỉ dạy cho người chưa được chỉ dạy, nên làm an ổn cho người chưa được an ổn, nên làm cho người chưa niết bàn được niết bàn, nên không đọa hạt giống tam bảo, nên trang nghiêm cõi Phật bằng công đức,
Đó là 35 pháp giúp cho Bồ Tát thành tựu sự an trụ nơi Bồ Đề. Nên học như vậy. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát nên xa lìa 10 thứ tâm kiêu mạn, đó là mạn về ngã, mạn về đa văn, mạn về biện tài, mạn về lợi dưỡng danh xưng, mạn do trụ a lăng nhã, mạn về công đức đầu đà, mạn về quyến thuộc phú quý, mạn về được thích phạm hộ thế phục vụ, mạn về thần thông thiền định, mạn do đối với Phật pháp tăng được tính bất hoại, được các hàng trời rồng dạ xoa cả thất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già cung kính tháng tháng. Bồ Tát lìa 10 loại kiêu mạn này liền không thoái lui nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bị tất cả ngoại đạo ma oán làm hại. Khi ấy thiên tử thiền tăng bạch Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, tùy theo trụ xứ của tôn giả nên biết là đã có pháp môn này, tức là Như Lai ở trong đó chuyển chánh pháp luân xuất thế. Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã nói, ở quốc độ nào Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi thuyết giảng pháp môn này thì coi như có pháp vương an trụ ở đấy. Nếu chúng sinh thực hành pháp này, đó là Phật tử chân chánh, ai tin hiểu và thọ trì pháp này gọi là tu hành chân thật, người đó đã được Phật điều phục, không thoái chuyển nơi đạo quả Bồ Đề vô thượng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Như Lai: Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan, thiện nam, ta nay đem pháp môn này phó chúc cho các ông. Các ông nên thọ trì đọc tụng đúng như lời dạy mà tu hành cùng giảng dạy rộng rãi cho mọi người. Sau khi ta niết bàn nên đem pháp lớn này làm Phật sự, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. Bồ Tát Di Lạc bạch Phật: Chúng con xin kính vâng theo lời Thế Tôn dạy. Kính bạch Thế Tôn, nên đặt kinh này là gì và phụng trì như thế nào? Phật bảo Bồ Tát Di Lạc: Kinh này tên là thuyết giảng bốn pháp môn, cũng gọi là thành tựu Bồ Đề đạo pháp. Các ông phải cùng nhau thọ trì. Phật thuyết giảng kinh này xong, tại Bồ Tát Di Lặc, trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão A Nan và tất cả chúng trời người Atula ở thế gian nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ phụng hành.